quay trở lại với công nghệ của điện thoại Vui TV vào ngày 15 tháng 8 và hãy cùng mình điểm qua những thông tin công nghệ hot nhất. Nếu các bạn không biết thì tối ngày hôm nay chúng mình sẽ tổ chức trên tay buổi offline Note 10 và Note 10 cộng Vui thì tới nhá. Thực ra là nếu tới thì cũng đã hết quà rồi. Ransomware là một mã độc tống tiền mà thường xuất hiện trên những chiếc smartphone hay là những chiếc máy tính bảng. Tuy nhiên thì người ta còn phát hiện ra là những chiếc máy ảnh DDR có thể kết nối wifi cũng có thể xuất hiện cái mã độc này. Máy ảnh là một công cụ khá hoàn hảo để kẻ xấu tấn công và tống tiền vì nó chứa nhiều hình ảnh quan trọng và chủ sở hữu có thể sẽ sẵn sàng trả tiền để có thể lấy lại được. Các nhà nghiên cứu bảo mật tại Checkpoint Software Technology đã vừa công bố phương thức hacker có thể tấn công và cài ransomware vào máy DSLR thông qua Picture Transfer Protocol. Một số máy ảnh kỹ thuật số hiện đại có khả năng kết nối Wi-Fi, chẳng hạn như là Canon EOS 80D được sử dụng làm ví dụ. Ngay cả khi Canon DSLR đi kèm với một hệ điều hành độc quyền có tên là DRiOS, nó vẫn cần sử dụng các giao thức phổ biến như là PTP chạy qua các kết nối Wi-Fi và USB. Sử dụng lỗ hổng này, kẻ tấn công có thể mã hóa các bức ảnh được lưu trên thẻ nhớ và ngăn chặn không cho người dùng truy cập vào ảnh. Nếu những hình ảnh đó là quan trọng thì nhiều người sẽ chọn trả tiền để lấy lại. Trước hết là không kết nối với mạng Wi-Fi hoặc là máy tính lạ, tắt chức năng kết nối mạng khi bạn không sử dụng và đảm bảo nâng cấp phần mềm máy ảnh của bạn càng sớm càng tốt. Realme đưa tin là sẽ chính thức trình làng bộ đôi siêu phẩm tầm trung mới của hãng và dự kiến là sẽ có tên là Realme 5 cũng như là Realme 5 Pro và dự kiến là sẽ ra mắt tại một cái sự kiện diễn ra vào ngày 20 tháng 8. Hôm nay những tài liệu quảng cáo về Realme 5 đã bất ngờ được đăng tải trên mạng và nhờ đó mà chúng ta có thể thêm được những thông tin thú vị về chiếc điện thoại này. Theo trang Chimochina, nếu là người hâm mộ smartphone với pin dung lượng lớn thì Realme 5 sẽ mang đến tin vui dành cho các bạn. Theo đó, smartphone này sẽ đi kèm với một viên pin có dung lượng là 5000 mAh, tăng 700 mAh so với thỏi pin 4230 mAh ở trên Realme 3. Tuy nhiên, tài khoản Tristan Mukunsama cho biết Realme 5 sẽ không đi kèm với sạc nhanh VOOC 3.0, trong khi Realme đã xác nhận trên Twitter rằng Realme 5 Pro sẽ hỗ trợ sạc nhanh VOOC 3.0. Ngoài ra, các ảnh poster khác cũng có thể hiển thị một phần thiết kế mặt sau của chiếc Realme 5 sắp tới. Bức ảnh cho thấy mẫu máy kế nhiệm Realme 3 sẽ có hệ thống 3 camera sau và cảm biến chính có khẩu độ là f1.8. Chưa hết, điện thoại này còn được xác nhận là sẽ sử dụng chipset Snapdragon 665 và cảm biến vân tay ở mặt lưng. Mặc dù iPhone được nhiều người xem cho rằng là có cái mức độ bảo mật rất là cao, tuy nhiên thì nó không phải là bất khả xâm phạm khi mà mới đây nhóm hacker của Google đã phát hiện ra 10 lỗ hổng bảo mật ở trên iOS có thể khiến cho bức tường thành này sụp đổ. Nhà nghiên cứu bảo mật Plan B năm ngoái đã tìm thấy 30 lỗ hổng iOS khác nhau khi mà làm việc cho Project Zero, nhóm hacker ưu tú của Google. Nhóm này được giao nhiệm vụ tìm lỗ hổng trong các sản phẩm của đối thủ cạnh tranh và cả của Google. Một trong những lỗ hổng iMessage cho phép tin tặc gửi tin nhắn đặc biệt tới mục tiêu đánh lừa máy chủ của iMessage để hiển thị nội dung tin nhắn của người dùng, cả văn bản và hình ảnh. Theo kịch bản này thì mục tiêu thậm chí là sẽ không thể biết được mình đang bị tấn công. Các lỗ hổng khác thì mở cửa việc đưa mã độc vào thiết bị của người dùng thông qua tin nhắn. Sự phức tạp của iMessage và sự liên quan của nó vào nhiều dịch vụ, ứng dụng và thư viện khác làm tăng nguy cơ các cuộc tấn công này và giúp cho các cuộc tấn công này có thể vượt qua hàng phòng vệ của iOS. Giống như là iPhone, iPad hay là MacBook thì những cái sản phẩm sau như là Apple Watch, HomePod hay là iPod thì sẽ không được Tổng thống Donald Trump đưa vào cái diện là hoãn thuế tạm thời. Theo The Verge, một bộ thuế quan mới từ chính quyền Trump sẽ áp thuế nhập khẩu 10% đối với đồng hồ thông minh, thiết bị theo dõi thể dục, loa thông minh và tai nghe Bluetooth bắt đầu từ ngày 1 tháng 9. Điều đó đồng nghĩa với việc là AirPods, HomePod và các loại tai nghe của Beats và Apple Watch đều sẽ bị đánh thuế 10% trong hơn 2 tuần nữa. Mặc dù là iPhone và MacBook Pro sẽ được miễn thuế cho đến tháng 12, việc tăng thuế lần này vẫn sẽ có tác động đáng kể đến lợi nhuận của Apple. Chính vì vậy, Apple được cho là đang trong quá trình chuyển đổi dây chuyền sản xuất sang những thị trường khác để tránh phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc. Điều này cũng sẽ giúp cho công ty không phải trả thêm 10% thuế và giữ ổn định giá sản phẩm trên thị trường. Ok, ở đó những thông tin hot nhất có trong ngày hôm nay, ngày 15 tháng 8. Đừng quên là nhấn like, share và subscribe cho điện thoại Vui TV để ủng hộ mình lên 8.000 subscribe.